chiều 31 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới Quảng Bình xác nhận đơn vị này vừa tống quả tang và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Nhất 1993, trú tại xóm Quảng Hòa, thị xóm Ba Đồng, Quảng Bình để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Hữu Nhất bị tống quả tang khi thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Công an thành phố Đồng Hới liên tiếp nhận nhiều tin tố giác tội phạm của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân về đối tượng nghi giả danh phóng viên có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 30 tháng 10, Công an thành phố Đồng Hới đã tóm quả tang Nguyễn Hữu Nhất khi đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới với số tiền 8 triệu đồng. Số tiền mà Nhất chiếm đoạt. Nhất giới thiệu bạn dạng thân mình là phóng viên của một tạp chí ở phía Bắc đến một số cơ quan y tế có tác dụng cấp giấy chứng nhận sức khỏe và cho rằng các đơn vị này cấp giấy không đúng quy trình. Tại các bệnh viện và cơ sở y tế, Nhất đe dọa hướng dẫn và đòi phổ biến chi tiền thì sẽ im lặng. Nếu không đối tượng sẽ viết bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Kết quả xác minh ban đầu, Nguyễn Hữu Nhất từng là phóng viên hợp đồng của thời báo Làng Nghề Việt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới đang kế tiếp điều tra, mở bao la vụ án.